Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ, ngày Mậu Thân, tức can sinh chi, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại dịch thổ, kỷ tuổi, nhâm dần, giáp dần, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày thân, lục hợp với tỵ, tam hợp với tý, và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh dần, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý, canh tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao hoang vu, xấu mọi việc. Sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi. Sao và sao tội chỉ, xấu đối với tế tự, tố tụng. Ngày hôm nay là ngày sát chủ, xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý có được một ngày làm việc rất nhiệt tình và hăng hái. Ngày này, bạn mệnh tuổi Tý bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự chút nào hay là để ai phải nhắc nhở mình. Nhưng với bạn tuổi Tý cũng cần phải hết sức thận trọng bởi điều này có thể sẽ khiến cho bạn trở nên nóng vội. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý dễ dàng được cất nhắc vào những vị trí phù hợp hơn, có tiềm năng phát triển trong tương lai. Vì thế, bản mệnh tuổi Tý cũng cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này rất có lợi cho con đường tình duyên của bạn mệnh. Người ấy chính là hậu phương vững chắc cho bạn. Chính vì thế, nếu như bạn tuổi Tý có bất kỳ vấn đề gì, bạn hãy chủ động thảo luận với người ấy để tìm ra phương án giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể bạn tuổi Tý nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đừng dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, sẽ được cất nhắc vào những vị trí phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nửa kia là hậu phương vững chắc để cho bạn tiến bước. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 87, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bà tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, cần phải cực kỳ cẩn trọng trong công việc ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn lơ đãng, không tập trung, bạn dễ mắc phải những lỗi lầm gây ảnh hưởng xấu tới tiền đồ của bản thân, thậm chí là tới cả tập thể nữa. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, bản mệnh cũng dễ vướng phải những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè, đồng nghiệp. Và khi cả hai bên đều nóng nảy, bạn tuổi Sửu cần phải chú ý tới phát ngôn của mình, chớ có nói năng thiếu suy nghĩ chỉ để thể hiện cái tôi của mình. Và nếu có thể, với bạn tuổi Sửu hãy tìm một cơ hội khác, và khi cả hai đã bình tĩnh trở lại để tiếp tục thảo luận vấn đề bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không đâu vào đâu, tình yêu dần phai nhạt và thế chỗ cho những nỗi lo toan tính toán trong cuộc sống. Và đã lâu rồi bạn vùi đầu vào công việc không quan tâm chia sẻ với đối phương, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình cảm dần bị phai nhạt, rạn nứt theo thời gian đó bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bà tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ mắc phải những lỗi lầm gây ảnh hưởng xấu tới tiền đồ cho bản mệnh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy cần phải cẩn trọng trong công việc ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, chú ý tới phát ngôn của mình khi có sự tranh luận xảy ra. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, dễ vướng phải những mâu thuẫn bất đồng với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình yêu dần phai nhạt, thế chỗ cho những nỗi lo toan của cuộc sống. Phải đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung. Điều này sẽ gây ra không ít khó khăn rắc rối cho bạn trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Dần, công việc của bạn mệnh gặp nhiều trở ngại, tiến độ chậm trễ khiến cho hiệu suất của bạn bị giảm sút. Với bạn tuổi Dần có thể sẽ bị đồng nghiệp hay là cấp trên phàn nàn vì tình trạng này xảy ra. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần, bạn cũng không nên lựa chọn đầu tư. Bạn mệnh dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc là rơi vào tròng của những kẻ tiểu nhân. Vì vậy, bạn tuổi Dần cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn với mình. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Điều này cũng sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy không được tốt cho lắm. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải những mâu thuẫn với nửa kia của mình, khiến cho đôi bên rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Và khi đã bình tĩnh trở lại, bạn nên là người chủ động làm hòa để hàn gắn mối quan hệ tình cảm lại với nhau bạn tuổi Dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có thể sẽ bị đồng nghiệp hay là cấp trên phàn nàn vì tiến độ chậm trễ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, công việc của bản mệnh gặp nhiều khó khăn,
trở ngại. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ nên kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc không nên lựa chọn đầu tư trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim có thể sẽ gặp phải những mâu thuẫn với nửa kia của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 95, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão đang có được những báo hiệu khởi sắc trong công việc ngày hôm nay. Ngày này, sự nghiệp của bạn tuổi Mão có được sự tăng tiến không ngừng, có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, cho nên bạn mệnh tuổi Mão nên nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội, đừng để cho thời cơ vụt qua một cách đáng tiếc nữa nhé. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão, bạn cũng nên thay đổi một vài suy nghĩ bảo thủ của mình nếu như muốn phát triển thuận lợi hơn nữa. Với bạn tuổi Mão, bạn vốn là người thông minh, có khả năng nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng, không nên để cho những suy nghĩ cố hữu của mình giới hạn bản thân mình, bạn tuổi Mão nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này làm cho bạn cũng đang có điềm báo sẽ có những xung đột trong mối quan hệ về tình cảm giữa bạn với nửa kia, và có thể là vì không hiểu ý của nhau, nhưng với bạn tuổi Mão lại đang cố bảo vệ quan điểm của mình cho nên mới xảy ra căng thẳng như thế này. Và bạn tuổi Mão, bạn nên tìm cách điều hòa lại tâm trạng của chính bản thân đi bạn tuổi Mão nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, bạn nên nhanh tay để nắm bắt lấy. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc có nhiều khởi sắc, tăng tiến không ngừng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên để cho những suy nghĩ cố hữu giới hạn bản thân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên thay đổi một vài suy nghĩ bảo thủ của mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, mối quan hệ đôi lứa xảy ra nhiều xung đột. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 75, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay đang chuyển biến theo chiều hướng đáng mừng. Ngày này, con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Thìn đang gặp được vận quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp cho bạn hóa giải không ít những khó khăn, mang về cho bản mệnh những thành tích rất đáng nể trong công việc. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp được ngày có thực thần tụ khí. Về tình hình tài chính của bạn cũng rất khả quan, việc kiếm tiền với bạn trở nên dễ dàng hơn. Và trong ngày này, một số bạn có được cát thần trợ mệnh sẽ giúp cho bạn nhận được một khoản lộc lá trời ban, ký kết được những hợp đồng lớn, thu về không ít tiền hoa hồng cho mình. Áp lực về tiền bạc giảm đi trông thấy, việc thu chi với bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay cũng phóng khoáng hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho bạn đón nhận nguồn năng lượng tích cực, giúp cho cái chuyện tình cảm đôi lứa có được sự chan hòa, đằm thắm. Vợ chồng đã kết hôn lâu vẫn duy trì được không khí ngọt ngào, vui vẻ trong gia đình nhờ sự tôn trọng và vun vén đến từ cả hai phía. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, con đường công danh sự nghiệp được
quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, vận trình được khởi sắc, đón nhiều tin vui. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, về tình hình tài chính của bạn có được sự khả quan, kiếm tiền dễ dàng hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hóa giải được những khó khăn, đạt được những thành tích đáng nể trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm lứa đôi có được sự chan hòa, đằm thắm. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 86, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bà tuổi Tỵ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lộc hợp, quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho bà tuổi Tỵ có được một ngày có lộc về làm ăn, thu lợi về cho mình một cách dễ dàng. Và ngày này với bà tuổi Tỵ có nhiều khả năng với bạn sẽ tìm được những mối đầu tư rất đáng giá. Và với bạn tuổi Tỵ, hãy biết nắm bắt lấy cơ hội ngay, nếu không bạn có thể sẽ cảm thấy nỗi tiếc về sau này. Xem tử vi cũng cho thấy trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ, bạn còn đang gặp được ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh, điều này cũng sẽ hỗ trợ cho bạn với bạn tuổi Tỵ có được nhiều điều kiện thuận lợi trong công việc. Và bạn tuổi Tỵ không may có được gia thế hiển hách, cũng chẳng có được mối quan hệ rộng khắp, tất cả điều mà bạn có được ngày hôm nay đều là dựa vào chính sức của mình. Với bạn tuổi Tỵ luôn cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khắc với kim, điều này làm cho bạn đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được thuận lợi cho lắm. Bạn mệnh tuổi Tỵ dễ vì công việc mà bỏ lỡ cơ may về hạnh phúc của mình, không dành nhiều thời gian cho việc cá nhân nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tìm được những mối đầu tư rất đáng giá, cần phải biết nắm bắt lấy cơ hội ngay. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, có lộc về làm ăn, thu lợi về cho mình một cách dễ dàng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, luôn cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Thân Tỵ thuộc mệnh Kim, có nhiều điều kiện thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, dễ vì công việc mà bỏ lỡ cơ may hạnh phúc của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 81, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bà tuổi Ngọ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh, điều này sẽ làm cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay gặp phải nhiều hung hiểm. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm trong đầu tư, kinh doanh, dẫn đến thua lỗ, thất thoát về tiền bạc. Cái chuyện làm ăn chưa bao giờ là dễ dàng, có thắng cũng có thua, cho nên với bạn tuổi Ngọ, dù bạn làm gì thì bạn mệnh cũng cần phải hết sức cẩn trọng để tránh mắc phải những sai lầm sơ đẳng. Điều đó làm cho bạn mất đi những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình làm ra một cách không đáng, bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này cũng cho thấy với bạn tuổi Ngọ đang có điểm báo có sự bất hòa trong gia đình. Và có lẽ với bạn tuổi Ngọ đã quá mải mê với công việc kiếm tiền mà không dành thời gian cho gia đình của mình, khiến cho nửa kia hậm hực và thường xuyên phàn nàn về bạn nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, quyết định sai lầm trong đầu tư, kinh doanh dẫn đến thua lỗ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, cần phải đề phòng hung hiểm ảnh hưởng tới tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ
thuộc mệnh hỏa, gia đình có dấu hiệu bất hòa do thiếu thời gian quan tâm tới nhau. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, cần phải thận trọng để tránh mất tiền một cách đáng tiếc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, chớ nên mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của thương quan chiếu mệnh, điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Mùi, bản mệnh có thể sẽ phải đương đầu với không ít những nguy cơ trong công việc do chính sự chảnh mạng của bản thân mình gây ra. Bạn tuổi Mùi đang để cho đầu óc sao lãng vào những thời điểm quan trọng, khiến cho công sức mà mình bỏ ra từ trước đó trở thành công cốc. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng không nên bất chấp để tham gia vào các hoạt động về đầu tư, mở rộng về quy mô kinh doanh khi bạn đang có nhiều hung hiểm đe dọa. Với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải quản lý về tài chính, về tiền bạc một cách cẩn trọng nếu không muốn thất thoát hoặc là bị dính vào những phi vụ làm ăn lừa đảo nhé. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ vớt vát lại chút may mắn cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay khi bạn có được con đường tình duyên có nhiều sự khởi sắc. Đối với những bạn đang còn độc thân, nên mở rộng lòng mình hơn và đón nhận tình cảm của đối phương, chứ đừng có kiến toạn, cũng đừng có sợ hãi mãi như thế. Với những bạn đã có đôi có cặp, hãy thoải mái bày tỏ tình cảm của mình để kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, chớ nên để cho đầu óc của mình chạy mãng vào những thời điểm quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, có thể sẽ phải đương đầu với không ít những nguy cơ trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, hãy quản lý về tiền bạc của mình thật tốt nếu không muốn bị thất thoát. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, không nên bất chấp để tham gia vào các hoạt động về đầu tư kinh doanh ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, con đường tình duyên có nhiều khởi sắc. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày làm ăn khấm khá nhờ các công việc nghề tay trái của mình. Và bạn tuổi Thân, bên cạnh các nguồn thu nhập chính thì việc làm thêm cũng là một nguồn thu nhập khá ổn của bạn. Và bạn tuổi Thân tiếp tục cần phải cố gắng hơn nữa, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu một số tiền khiến cho người khác phải ngưỡng mộ nữa nhé. Ngoài ra, trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân, một số người có được cát tinh trợ mệnh cũng có thể sẽ nhận được một khoản tiền lớn nhờ vào vận may của chính mình. Tuy nhiên, tốt nhất là với bạn tuổi Thân vẫn nên cố gắng làm ăn, tránh sự dựa dẫm vào những khoản tiền như thế này, tay làm hàm nhai mới có thể giúp cho bạn có được một cuộc sống ổn định về sau này. Ngày này, bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng, điều này làm cho bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn về sức khỏe của mình, đặc biệt là các bệnh liên quan tới xương cốt, bệnh về cột sống. Người lớn tuổi cần phải chú ý vận động vừa phải, trong khi đó người còn trẻ tuổi làm ở văn phòng thì chớ nên ngồi một chỗ lâu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy,
phát huy lợi thế của mình để có được sự thăng tiến xa hơn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nhận được nguồn thu nhập phụ ổn định. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ chủ động hơn trong công việc, tránh dựa dẫm vào vận may quá nhiều. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc có thể sẽ nhận được tiền thưởng nhờ vận may tới. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim chú ý các bệnh liên quan tới xương khớp, bệnh về cột sống. Về đánh giá của bạn tự thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 48, số 73, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính tài nhập cục. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn đang có được một ngày có nhiều tin vui về tài chính. Và bạn tuổi Dậu, bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định và ngày càng tăng tiến hơn nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ của bản thân mình. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn nên có kế hoạch về tài chính để cho tiền tài ngày càng được sinh sôi nảy nở, và cũng để đề phòng những lúc ốm đau bệnh tật hay là những lúc phát sinh cần có được một khoản tiền để chi tiêu. Trong công việc với bạn tuổi Dậu trong ngày này, bản mệnh còn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo và phù hợp với công việc chung, giữ vai trò chủ đạo trong nhóm. Nhờ có năng lực lãnh đạo của bạn mà cả tập thể cũng vững vàng bước đi lên, nhịp nhàng phối hợp để hoàn thành được mục tiêu đã định. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 26 âm lịch, Thiêu Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần nằm ở trong lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bạn tuổi Dậu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thành công. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tài chính ngày càng được tăng tiến nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa đón nhiều tin vui về tài chính, thu nhập được ổn định. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo và phù hợp với công việc của tập thể. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc nên có kế hoạch về tài chính cụ thể để cho tiền tài ngày càng sinh sôi nảy nở. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim biết cách phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành được mục tiêu đã định. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất có được một ngày tài lộc dồi dào đổ về nhà. Ngày này với bạn tuổi Tuất đang có được các tinh trợ mệnh, với bạn có nhiều cơ hội để kiếm tiền về tay. Thế nên bạn tuổi Tuất hãy giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo để biết nắm bắt được cơ hội đúng lúc đúng chỗ để tăng thêm thu nhập về cho mình. Các chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán càng ngày càng dễ dàng và thuận lợi hơn với bạn tuổi Tuất, và điều này cũng sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất tìm được hướng đi phù hợp hơn cùng với những đối tác phù hợp với mình, đẩy mạnh phát triển cho cả đôi bên. Và nếu như bạn tuổi Tuất đi đúng hướng thì cái chuyện thành công với bạn không còn xa nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, điều này rất có lợi cho con đường tình cảm của bạn. Với bạn tuổi Tuất, bạn đang cảm thấy hạnh phúc khi được nửa kia yêu thương và quan tâm rất nhiều, cả hai luôn trân trọng và nâng niu đối phương, dường như bạn tuổi Tuất đã tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất
thuộc mệnh hỏa có nhiều cơ hội để cho bạn kiếm tiền thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ có được nguồn tài lộc dồi dào đổ về nhà trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc tìm được đối tác phù hợp với mình để đẩy mạnh phát triển. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán ngày càng được suôn sẻ và dễ dàng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, cảm thấy hạnh phúc khi được nửa kia yêu thương và quan tâm. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 64, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ tác động không hề nhỏ lên vận trình của bạn ngày hôm nay, làm cho mối quan hệ xã giao của bạn không được tốt. Với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải đề phòng vướng phải họa thị phi nếu như bạn ăn nói cứ vô tư và thiếu suy nghĩ. Có thể lời nói của bạn không có ác ý gì, nhưng người nghe chưa chắc đã nghĩ như vậy, và rơi vào tai của những kẻ tiểu nhân thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Và với bạn tuổi Hợi, bạn hãy tự bảo vệ bản thân mình trước những rắc rối không đáng có nữa nhé. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi, bạn cũng không nên mạo hiểm để đầu tư về tiền bạc, bởi bạn đang có điềm báo có nguy cơ mất tiền đang rất lớn. Tiểu nhân rình rập tìm cách moi móc bạn về tiền bạc, lợi dụng để vơ vét tài sản của bạn, thậm chí là chỉ với một vài lời dụ dỗ ngôn ngọt, và bạn đã dâng hiến tiền một cách dễ dàng cho đối phương mà chẳng chút đề phòng nào. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy. Điều này cũng sẽ không có lợi cho con đường tình duyên của bạn. Tình cảm vợ chồng đang xuất hiện những vết rạn nứt khi mà đôi bên chưa đủ bao dung cho nhau. Chuyện nhà cửa có thể sẽ nhỏ nhưng vẫn cần phải chia sẻ, cùng chung tay gánh vác thì gia đình mới được êm ấm bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đề phòng vướng phải họa thị phi nếu ăn nói vô tư và thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ xã giao gặp phải nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, không nên mạo hiểm đầu tư về tiền bạc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hãy tự bảo vệ bản thân mình trước những rắc rối không đáng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm vợ chồng đang xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 63, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.